Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The King Favor. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp để làm bánh bông lan núi lửa. Thank you.
Đây là bánh bông lan núi lửa mà chúng ta vừa mới hấp xong. Nhìn nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Và nó cũng rất thơm nữa. Giờ chúng ta hãy nhìn lại cái tô của nó. Đây. Và cái tô của nó chúng ta cũng tháo ra cũng rất đẹp luôn. Giờ chúng ta hãy đưa nó lên. Và ta hãy nhìn xung quanh. Các bạn thấy nè, trên bề mặt của nó chúng ta có một lớp phủ sô-cô-la. Còn phía trên này là trà xanh. Và khi chúng ta nấu ra thì ở phần giữa nó sẽ từ từ nó bắt đầu nó nứt lên giống như núi lửa phun trào ra vậy đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ngửi thử coi nha. Wow, mùi bánh rất là thơm luôn á. Rất rất thơm. Và khiến cho mình cảm thấy vô cùng đói bụng. Chắc phải ăn một miếng mới được. Bây giờ chúng ta thấy là nó nứt ra một cái đường cũng rất hay ha. Nó chia sẵn đường nè các bạn. Ví dụ như đường này nó nứt xuống đây, đường này nó nứt xuống đây, và phía bên kia nứt qua đây, nứt qua đây. Nghĩa là chúng ta sẽ có được 4 phần luôn đó. Và bên trong cái ruột bánh đó các bạn, thì các bạn thấy cũng hơi vàng đúng không? Tại vì mình cho một cái lòng đỏ trứng gà vô. Bạn muốn ăn nó vàng hơn nữa thì bạn có thể cho thêm nhiều hơn. Và mình sẽ bắt đầu ăn từ bên đây đi ha. Chúng ta sẽ ăn thử một góc này với lại một miếng trà xanh xem sao ha. Để mình sẽ thử một miếng nhỏ ra. Wow, các bạn nhìn đây nè, nó đầu tiên là cái hương vị bánh. Nó rất là thơm. Nó hòa quyện với mùi trà xanh. Và trà xanh nó không có bị đắng nha các bạn. Ăn nó ngọt, ngon lắm. Mà bên dưới này như mình nói hồi nãy nó là sô-cô-la. Bây chúng ta hãy coi, chúng ta lấy một phần. Một phần chỉ là phần sô-cô-la này mà thôi. Chúng ta lấy một đoạn ở đây đi. Các bạn thấy cái bánh không? Khi chúng ta làm, nó nấu lên cái nó giống như núi lửa rồi đó, nó phun trào ra và nó tạo ra một cái lớp vỏ rất là thơm ha. Và chúng ta thấy là nó cũng có một phần sô-cô-la nó đi vô bên trong cái bánh nè. Đây là cái vỏ bên ngoài. Chúng ta ăn thử. Ngon ghê luôn các bạn. Giờ chúng ta sẽ lấy một phần mà nó có sự kết hợp giữa hai mùi luôn. Ở đây vừa có mùi trà xanh vừa có mùi sô-cô-la. Và chúng ta sẽ ăn phần này nha. Đối với phần này thì hai hương vị nó bổ sung vô nhau. Nó có cái vị béo của sô-cô-la và nó có vị thơm của trà xanh. Rồi giờ mình sẽ ăn thử một cái phần nhân bánh không thôi. Đây là nhân bánh không. Nhân bánh không thì cũng ngon. Nó có cái hương vị của sữa. Ăn nó thơm lắm. Và đây là bánh bông lan núi lửa. Rất là dễ làm, công thức cũng rất là đơn giản. Bạn có thể tự làm tại nhà để có thể tận hưởng. Còn bây giờ chúng ta sẽ kết thúc chương trình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.